Từ nhỏ nữ chính đã có thiên phú khác thường, lúc kích động thì sẽ phát ra điện. Chỉ là khổ cho người thích cô Pong và người cô thích phim. Rõ ràng rất thích lại không thể đến gần, nên làm thế nào mới tốt đây? Hôm nay tôi sẽ mang đến bộ phim Thái Lan Cô Nàng Điện Giật. Cuộc sống trường học nhìn thì bình đẳng, nhưng thật ra cũng phân biệt cấp độ vô cùng hà khắc giống như xã hội. Một trường học ở Thái Lan là điển hình trong điển hình. Học sinh cấp thấp nhất chính là người trong suốt. Trong lớp thể dục, họ chỉ xứng ngồi trên hàng ghế khán giả. Còn học sinh cấp cao thì có thể làm theo ý muốn của mình. Những học sinh khác không những không phản kháng, mà còn thấy vinh dự khi ở gần học sinh cấp cao. Học sinh lớp 12 phim có ngoại hình, tài hoa và thể chất, là minh tinh siêu cấp trong trường, là bạch mã hoàng tử trong mơ của rất nhiều bạn học nữ. Còn Pong lại chính là sự tồn tại thấp nhất, ai cũng có thể tùy tiện ngồi lên bàn học của anh. Vào tiết thể dục cũng chỉ có thể ngây người nhìn nữ thần Minh, nhưng không dám có suy nghĩ rằng bậy. Minh tốt bụng đá bóng về cho Pong, bất cần để lộ cảnh tượng dưới váy. Pong lén vẽ lại cảnh này thành truyện tranh, coi nó như bí mật nhỏ của mình. Không ngờ Pong không chú ý, tưởng nhầm truyện tranh là vở bài tập nộp cho cô. Càng không may là cuốn truyện tranh bị toàn trường vây xem. Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, cô nghĩ Pong là một tên biến thái. Pong không dám tức giận với Minh, liền đi tìm người đưa vở bài tập cho Minh là May để gây chuyện. Nhưng khi anh vừa động vào May thì bị một dòng điện giật bay người. Pong ngơ luôn, cứng không được thì mềm vậy. Pong thức suốt đêm vẽ rất nhiều tranh, rồi giải chúng khắp sân trường, cười nhạo May là đồ chập mạch. May vội vã đến tìm Pong, Pong đe dọa sẽ đem chuyện May thầm mến đàn anh phêm nói cho mọi người. Trong lúc cấp bách, May lại ra chiêu hiểm giật điện Pong. Hóa ra mỗi lần kích động May sẽ bất chi bất giác phóng điện. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô luôn bị bắt nạt. Để không làm người khác bị thương, May đã tự cô lập mình. Phêm là ánh sáng duy nhất trong lòng cô, nhưng cô lại tự ti nên chỉ dám trốn ở góc xa nhìn trộm phêm. Ngay cả dũng khí nói chuyện trực tiếp với anh cũng không có. Hai cọng cỏ dại cấp thấp thầm mến minh tinh cấp cao. Việc này lại tạo nên một tình hữu nghị kỳ lạ giữa May và Pong. Hai người họ ra kế sách cho nhau, nghĩ cách tiếp cận nam thần và nữ thần của mình. Có một chuyện khiến phêm hiểu lầm là May chạy rất nhanh, nên anh liền mời cô tham gia đội chạy tiếp sức 100m. Để tiếp cận nam thần, May cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng mình, tham gia vào đội chạy cự ly ngắn và đảm đương vị trí gậy số 4 quan trọng nhất. Bên kia, để lấy lòng Minh, Pong cũng đang âm thầm cố gắng. Pong biết gần đây Minh đang đau đầu vì việc đàn em lớp 10 không chịu tham gia tập luyện, nên anh đã đưa ra một thỏa thuận. Pong thay các đàn em hoàn thành bài tập ngoại khóa, giúp bọn họ lấy được thành tích xuất sắc. Thay vào đó, các đàn em sẽ phải tham gia tập luyện đúng giờ. May rất có nghĩa khí, cô chủ động giúp Pong chia sẻ đống bài tập. Mà trong quá trình tiếp xúc, hai người cũng ngày càng có thiện cảm hơn với đối phương. May biết thiên phú hội họa của Pong, còn Pong cũng cảm thấy cô gái có thể phát hiện này rất thú vị. Chớp mắt đã tới hoạt động truyền thống của trường, cuộc thi chạy tiếp sức 100m. Đội chiến thắng sẽ nhận được huy chương vàng của hội thao trường. May vô cùng chắc chắn cuộc thi này, vì muốn được Phêm quan tâm, cô mong mình có thể chạy được thành tích tốt. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của đàn anh Phêm, May không nhịn được tim đập nhanh hơn. Không ngờ lúc tiếp lại chóng mặt chạy ngược hướng, tụt xuống sau đối thủ. Dưới sự cổ vũ của Pong, May mới dẫn đầu xông qua vạch đích. Sau cuộc thi, May vẫn kích động như cũ. Để không làm Phêm bị thương, cô đành quay lưng bỏ chạy. Phêm chưa bao giờ gặp cô gái nào lại cố ý trốn tránh mình, trái lại đã khơi dậy tính hiếu thắng của anh. Anh chủ động hẹn May tiến hành huấn luyện đặc biệt. May rất muốn đi nhưng lại sợ mình làm người trong lòng bị thương, lòng cô vô cùng rối bời. Pong tận dụng mọi cách để giúp May thuận lợi đến chỗ hẹn, nhưng anh dần phát hiện ra bản thân không hề hy vọng May hẹn hò với Phêm. Lẽ nào mình đã thích May rồi? Không, không thể nào. Sao mình có thể có lỗi với nữ thần Minh của mình được? Buổi hẹn của Phêm và May gặp rất nhiều trở ngại. Lúc nào May cũng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải kiềm chế. Nhưng đối mặt với người mình thích thì sao mà bình tĩnh được? Cùng lúc đó, ông cũng đã tặng cho Minh cuốn truyện tranh mình tự vẽ. Bên trong là tình yêu sâu đậm của anh đối với Minh. Xem xong cuốn truyện, tuy Minh rất cảm động, nhưng cô vẫn huyền chuyển từ chối tình cảm của Pong. Trời bỗng đổ mưa to. Lần đầu May được nói chuyện với nam thần gần đến thế, tim cô liền đập rất nhanh. Nhưng nước mưa bắn vào người cô và Phêm lại hình thành mạch điện. Phêm giật điện ngất đi. May trông thấy nam thần vì mình mà bị thương, nên vô cùng căm hận siêu năng lực đáng ghét này. Cô đội mưa chạy đi. Thất tình rồi, Pong vốn định tìm May để được an ủi, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ đau lòng bỏ chạy của cô. Pong rất hiểu sự đau khổ của May, chạy theo cô suốt một đường về nhà. Anh thức đêm vẽ rất nhiều tranh để an ủi cô. May bị chuyện tranh chọc cười. Cô đẩy cửa nhìn Pong đang lúng túng, chậm rãi đi ra khỏi chỗ tối. Hội thao trường đã sắp bắt đầu. Nhóm fan của Phêm không vui vì May được chiếm nam thần. Họ dồn cô vào một góc, chuẩn bị ra tay dạy dỗ con cóc muốn ăn thịt thiên nga này. Pong tới cứu kịp thời nhưng chớp mắt đã bị áp chế. Cũng may mà Phêm đến đúng lúc. Mọi người bấy giờ mới rõ tất cả đều là kế hoạch của Minh. Hóa ra Minh vẫn luôn thầm mến Phêm. Phêm khuyên nhóm fan rời đi, Minh cũng tức giận đi cùng. Pong cổ vũ May nói sự thật cho Phêm biết. Chuyện đã đến nước này, May liền nói thật với Phêm chuyện mình phát điện mỗi khi kích động, nên mới không dám đến gần Phêm. Cô cứ tưởng sẽ dọa anh chạy mất, không ngờ Phêm lại dịu dàng dựa gần vào May. Đồng thời người thích May còn có Pong, anh muốn tuyên chiến với Phêm, mà thứ thật sự khiến người khác mê mẩn Phêm không phải vẻ ngoài mà chính là tấm lòng của anh. Nhờ có anh mà May thấy rõ lòng mình, rốt cuộc người mà cô thích là ai. Sau đó anh duỗi tay vuốt mái tóc của May. Lần này cô không hề phát hiện. Lúc này May mới hiểu,
người mà mình thích là cậu Pong thích vẽ truyện tranh kia. Khi hội thao trường kết thúc, mọi người nắm tay nhau quây thành một vòng. May nắm lấy tay Pong, tim cô lại đập nhanh hơn. Dòng điện làm mọi người ngất đi, Pong vừa đau vừa vui. Trong lòng mỗi cô gái đều từng có một bạch mã hoàng tử. Người ấy anh dũng, có thể làm mọi thứ. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn sẽ lựa chọn. Chàng kỵ sĩ luôn làm bạn bên cạnh mình. Tình sâu cũng không bằng bên nhau lâu dài. Hoàng tử vẫn nên để lại cho công chúa xinh đẹp thì hơn. Người bình thường theo đuổi tình yêu bình thường cũng hạnh phúc mà. Ok, video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.